kẻ bán nước hại dân. Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở Trung Nguyên xa xôi, có một cô gái tên là Mộc Lan. Nàng là con của một chiến binh già quả cảm. Thế rồi, chiến tranh bỗng chốc xảy ra. Hoa hậu, giặc dữ đang hoành hành ngoài biên ải. Nhà vua có lệnh triệu tập tất cả những ai là nam nhi dưới 60 tuổi, tức tốc lên đường tòng quân. Đây là lệnh bài nhà vua ban, ông hãy thu xếp công việc. Nội trong 3 ngày tới phải lên đường. Vâng, hoa hậu tôi xin được lĩnh chỉ. Cha tuổi đã cao, mấy nay cha lại hay đau ốm. Cha mà ra xa trường lần này, Mộc Lan không yên tâm một chút nào thưa cha. Cha, con không muốn cha đi đâu. Con trai à, tổ tiên chúng ta bao đời anh hùng nghĩa liệt, trung thần cứu quốc. Cha đi, dù có không khỏe cha cũng phải đi, đất nước này cần cha. Con gái, đất nước đang lâm nguy, cha dù không còn khỏe cũng nguyện đem chút sức lực của mình ra giúp nước. Nếu có ở nhà, cha cũng sẽ chẳng thể an tâm được khi đất nước vẫn còn bóng quân thù. Cha ơi, cha thì đang bệnh, em con lại nhỏ, hay là cha để con lên đường tòng quân thay cho cha, cha nhé. Dù con có biết về binh pháp và võ nghệ, nhưng chốn xa trường xưa nay nguy hiểm lắm, không phải là chỗ cho nữ nhi. Gươm giáo xưa nay vô tình con ạ. Cha ơi, nhưng mà sức khỏe của cha. Còn chớ lo lắng, ta gắng được. Cha, con đi đây. Xin cha hãy ở nhà bảo trọng. Con gái, xin để lại chiếc trâm cài này và đội lên đầu chiếc mũ nghĩa quân. Nhất định con sẽ thay cha hoàn thành trọng trách với đất nước, không để cha phải hổ thẹn. Xin cha hãy cứ tin tưởng ở con. Mộc Lan xin giả biệt cha cùng xóm làng quê hương, hẹn ngày trở về. Từ giờ con xin phép được lấy tên cha là Hoa Hồ. Mong cha và em ở lại giữ gìn sức khỏe, chờ đợi tin tốt lành từ con cha nhé. Thế này mà cũng đòi ra xa trường giết giặc à? Chủ tướng. Nam nhi trượng phu sao mà yếu đuối thế kia? Người như thế này ra xa trường thì làm sao mà sống sót được trước sự tấn công của kẻ thù cơ chứ? Thưa chủ tướng, xin chủ tướng yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng luyện tập để theo kịp những binh lính khác. Ta thì có thể cho ngươi cơ hội, nhưng kẻ thù chắc chắn không đâu. Dạ thưa tướng quân, nhất định là Hoa Hồ sẽ cố gắng hết sức ạ. Xin tướng quân hãy cứ tin tưởng ở tôi, dù có phải vất vả tập luyện, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để không làm ảnh hưởng tới đoàn quân. Sắp tới tình thế càng gay go hơn, quân địch đang rất mạnh, ta cần các ngươi dốc hết lòng hết sức thì mới có thể lật ngược được tình thế, đánh bật bọn chúng ra khỏi bờ cõi. Vâng, thưa chủ tướng. Thế là từ hôm đó, Mộc Lan chăm chỉ luyện tập ở bất cứ đâu, ngày quên ăn, đêm quên ngủ để có thể theo kịp những chiến binh khác. Khỏe chứ, không lỗ bây giờ. Từ đây tiến sang bên kia mất bao lâu? Không xa lắm, lần này chúng ta tiến sang, chúng sẽ trở tay không kịp. Thôi chết, quân địch bí mật đánh úp sao? Nhất định mình phải nhanh chóng về bẩm báo với tướng quân ngay mới được. Sao? Điều ngươi nói là thật chứ? Dạ thưa tướng quân, tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo ạ. Bọn chúng thật là manh động. Dạ thưa tướng quân, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà tương kế tụ kế, giáng cho bọn chúng một đòn chí mạng? Để một ít quân lính ở lại khiêu chiến, còn lại dồn toàn lực dẫn đầu quân ra sau, đánh úp một thể. Quân địch từ chỗ chủ động sẽ lập tức thành bị động thưa tướng quân. Nhưng ai là người có thể dũng cảm chỉ huy một đội quân ở lại khiêu chiến chứ? Tôi, Hoa Hồ xin tận lực ở lại thưa tướng quân. Người ư? Dạ vâng, xin tướng quân tin tưởng.
tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo sẽ hoàn thành được nhiệm vụ ngài giao phó. Được lắm, xem ra ngươi cũng nắm rất rõ về binh pháp. Vậy ngươi hãy dẫn một toán lính ở lại để khiêu binh, còn ta sẽ dẫn một đội quân tinh nhuệ băng qua sông ra phía sau để tập kích bọn chúng. Dạ. Thế là nghĩa quân thừa thắng xông lên với khí thế vang dội, giành ngay thế áp đảo kẻ thù. Xông lên! Hoa Hồ, anh có sao không? Mau dậy đi, bọn giặc thua chạy rồi. Ngươi hả? Gì thế này? Hoa Hồ là nữ sao? Dạ thưa tướng quân, tôi thật ra là con gái của Hoa Hồ. Cha dân nữ bệnh nặng, em thì còn quá nhỏ, vì vậy cho nên dân nữ đi tổng quân thay cha. Dù là phận nữ nhưng vẫn luôn ao ước được đem tài hẹn sức mọn của mình ra giúp nước đánh đuổi quân thù. Thưa tướng quân, vì chiến công người mới lập được, lại thêm vào lòng yêu nước nên ta sẽ xá tội cho. Nhưng người hãy mau mau cởi bỏ quân giáp và trở về quê nhà đi, không bao giờ được quay trở lại quân ngũ nữa. Xin tướng quân mà, giặc dữ vẫn còn hoành hành, nhất định dân nữ phải ở lại, phải chiến đấu tới cùng thưa tướng quân. Không được, quân lệnh như sơn. Dân nữ cầu xin tướng quân đấy, khi dân nữ thay cha ra trận là đã tự hứa với lòng mình chỉ trở về quê hương khi đất nước sạch bóng quân thù. Vậy mà giờ đây dân nữ không thể trở về trong tình cảnh này được. Không nhiều lời nữa, xưa nay chỗ Sa Trược vốn không phải là nơi của nữ nhi. Ta dù rất cảm kích trước tấm lòng của ngươi, nhưng cũng không thể làm trái với phép nước được. Xin cha hãy tha thứ cho con gái bất tài không thể hoàn thành được tâm nguyện lúc lên đường. Thật kỳ lạ, địch không phải đã dồn tổng lực đánh quân ta ở Sa Trường, sao lại còn cử lính đi đưa tin về hướng kinh thành làm gì? Hỏa tốc dồn tổng lực tấn công kinh thành. Bọn chúng liên tục khiêu khích bên ngoài nhưng lại âm mưu dồn tổng lực vào kinh thành. Thôi chết, nhà vua đang gặp nguy hiểm rồi. Mình phải bắn tin về cho tướng quân và mau chóng lên đường tới kinh thành thôi. Ngay sau khi nhận được thư, Mộc Lan nhờ người chuyển đến. Tướng quân tức tốc dẫn đại binh ngày đêm lên đường cứu giá. Còn Mộc Lan, với trí thông minh của mình, nàng đã dùng mưu cải trang thành quân địch để trà trộn vào trong kinh thành. Tiến sâu vào nội cung, bắt sống nhà vua cho ta. Dạ. Xông lên, xông lên. Thôi chết, chúng ta bị đánh úp rồi. Và chúng ta rơi vào mai phục của triều đình rồi. Trời ơi, chẳng lẽ chúng đã biết trước được mưu kế của chúng ta? Rút mau. Mộc Lan, mặc dù là bậc nữ nhi, nhưng nhà ngươi anh hùng tiết liệt, có hiếu với cha mẹ, một lòng vì giang sơn. Trẫm hôm nay còn đứng được ở đây cũng là may mắn được cha ngươi nhanh trí bảo vệ. Này trẫm phong Mộc Lan chức đại đô đốc, ban cho vàng lụa ngựa quý. Ân tình của hoàng thượng thần xin ghi nhận, nhưng mà dân nữ vốn là nữ nhi, không thích quan trường, chỉ mong một cuộc sống bình yên nơi quê nhà. Này chiến tranh đã kết thúc, dân nữ chỉ có duy nhất một thỉnh cầu là xin hoàng thượng ban cho một con ngựa để nhanh chóng quay trở về quê hương thăm gia đình. Mộc Lan, ta biết ngươi xa quê hương lâu ngày, rất nóng lòng muốn về thăm lại cố hương. Nhưng thôi, hãy lùi lại chút thời gian để làm lễ sắc phong, mũ cao ngựa quý, áo gấm trở về quê hương. Thiết nghĩ cũng là cách làm cha mẹ quê hương thêm phần rạng rỡ, tự hào vì gia đình, quê hương mình đã sản sinh ra một người con ưu tú, lập được công đầu trong trận chiến vừa qua. Đa tạ bệ hạ, nhưng xin phép bệ hạ cho dân nữ được chối từ. Lúc thầy cha đi tổng quân, dân nữ chỉ có một mong ước duy nhất là sẽ được trở về quê nhà sum họp trong cảnh đất nước thái bình. Dân nữ tin cha mình cũng chỉ mong như vậy, không cầu mong gì hơn ạ. Mộc Lan đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng nữ nhi cũng có thể làm được nhiều điều phi thường bằng tình yêu thuần khiết của mình với phụ thân và đất nước. Người đâu,
hãy truyền chiếu chỉ khen ngợi của ta về quê nhà của Mộc Lan, để muôn đời sau mọi người biết đến mà học tập. Tuân lệnh bệ hạ. Và thế là Mộc Lan đã trở về nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình và bà con quê hương. Từ đó, nàng sống cuộc sống bình dị giống như bao thôn nữ khác. Và truyền thuyết về nàng Mộc Lan thay cha Tòng Quân cũng cứ thế lưu truyền cho đến mãi về sau này. Biba Kids, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm mớm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Biba Kids, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.